Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại quay cho tất cả các bác những cái dòng máy giá từ 500 cho đến 2 triệu quay lại. Giá cực rẻ, không có chỗ nào rẻ hơn đâu. Anh em tránh cái trường hợp lừa đảo và tránh cái trường hợp là không đúng hàng và tránh cái trường hợp là hàng kém chất lượng. Thì tôi nói ở đây cho tất cả mọi người, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, tôi bán cho tất cả mọi người không phải đặt cọc một đồng nào. Đúng hàng thì các bạn nhận. Còn xã hội ấy, để tôi nói cho mọi người tin tôi thì chắc chắn là không có đâu. Còn ai tin tôi thì chúng ta có thể là ủng hộ tôi, mà không tin tôi thì chúng ta cũng không phải quan tâm và để xem xét làm gì, đúng không? Các bạn xem những cái bình luận ở bên dưới ấy, rất là nhiều người ủng hộ tôi chứ có ai chửi tôi câu nào đâu. Ai cũng nhận máy rất ok, ok hàng quá chất lượng, đúng không? Còn những cái người phá đá mình kệ bà, trong khi đó nó cũng phải có người nọ người kia chứ. Người thằng ghét thì nó nói thế, thằng không ghét thì nó nói khác, đúng không? Ai mà nó quan tâm thì quan tâm, mà không quan tâm thì thôi, mình cũng có cần người ta phải quan tâm mình đâu. Còn tôi bán ở đây tôi kiếm bằng đồng tiền kiếm cơm kiếm gạo tôi ăn. Đấy. Để làm sao để cố gắng để giảm được giá và hợp lý nhất có thể để cho chúng ta có một cái cửa hàng, có một cái thương hiệu uy tín nhất hàng đầu để bán cho tất cả anh em. Đấy, và thứ nhất là vừa rẻ cho tất cả mọi người. Thứ hai nữa là phải đúng hàng chính hãng. Thứ ba nữa là không bị đặt cọc và không bị lừa đảo. Đấy, tất cả những cái máy của tôi bán cho anh em ở đây được bảo hành 1 tháng một đổi một nhá. Một đổi một trong vòng 1 tháng. Đấy, máy toàn bộ là bảo hành cho tất cả anh em là 6 tháng. Còn rơi vỡ với các thứ thì thôi bỏ nhá. Máy thì nói chung là làm như vậy thì nó cũng phải cực kỳ là chuẩn xác thì mới dám bán như vậy, chứ không thể nói thích là bán linh tinh cho tất cả anh em được đâu. Máy thì cũng có rất là nhiều màu. Hôm nay mình lại nói qua một cái máy Oppo F964G. Đấy, bán cho tất cả mọi người Oppo F964G. Thì con này thì là nó pin của nó được 3800 nhá. Con này pin của nó là 3800. F9 là 3 à, đúng rồi, pin 3800, màn hình 6,3 inch. Camera là 13 chấm. Đấy, bán cho tất cả anh em là 1.850.000 bao ship. Còn nếu nó là 128GB thì nó sẽ bán lên tới đâu khoảng 1.900.000. Đấy, còn anh em mà khác tự trả tiền ship thì đỡ được 20.000 thì bán cho anh em 1.800.000. Đấy, nó là như vậy. Oppo F9 nhá, máy 99% gọi là máy mới. Khi mà chúng ta bóc ra rồi thì nó gọi là máy 99,95% thôi, chứ không phải nói là một cái kiểu là nói là 100% được. Đấy, ví dụ bóc ra đây này, tôi nói cho các bạn không biết là tôi quệt hay là ai quệt này. Đấy, nó có cái chày chày ở đây một tí, thấy chưa? Đấy, xước ở đâu tôi bảo đấy chứ không phải đâu. Đấy. Còn những cái con mà nó không xước ở đây này, không có một cái vết nào luôn, thấy chưa? Đấy, bóng nhoáng như ngọc trinh luôn. Còn con nào nó bị xước một tí thì cái này thôi, theo em nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì về vấn đề về máy móc gì cả, chẳng qua là do chúng ta cứ vứt lên quệt ra quệt vào thì nó thế thôi. Đấy, còn mọi cái là không có một vết xước nào. Còn các bạn lưu ý rằng khi mà chúng ta nhận máy, các bạn nên kiểm tra tại sao nó lại có cái bẩn bẩn như thế này. Không phải là nó bẩn là xước đâu nha, đây là nó có cái giấy bóng nha. Đây này, chỉ cần móng tay của chúng ta quyệt vào đây cái nó có đấy, thấy chưa? Đấy, đấy, đấy. Thì khi cứ cầm như vậy cào lên cào xuống cả ngày thì nó sẽ bị xước thôi. Còn là khi mà chúng ta muốn không muốn nó xước, muốn mới thì bóc luôn cái giấy bóng này ra này. Ở đây nó có cái lớp giấy bóng đó, các bạn nhìn chắc cũng thấy thôi, đây này. Đấy, chúng ta xé nó ra là được. Và chúng ta muốn test camera thì các bạn phải bỏ cái giấy bóng ở đây ra, ở cái cam này ra nhá. Con này là RAM 464GB. Kiểm tra cho tất cả anh em, con này là pin của nó có 3800 thôi, trong khi đó là giá tất cả mọi người là 1.800.000 nhá, 1.800.000, màn hình là 6,3 inch. Tránh hàng giả hàng nhái thì chúng ta phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn tôi làm ở đây để một mình chống chọi với tất cả mọi người thì chắc chắn là cũng rất là khó, đúng không? Rất là khó người tin. Oppo F9 này. Đấy, tôi bán đây không phải bán một máy nhé, mà bán rất là nhiều máy, nên là để mà lừa các bạn thì chắc chắn là không để lừa được. Đấy, bán cho tất cả mọi người giá cực kỳ là mềm, giá đấy thì các bạn không mua thì làm sao mà đi đâu chạy được, đúng không? Oppo F5, con này thì lại là máy, nó là máy rẻ tiền, nhưng mà mỗi cái con này là RAM nó cao anh em nhá. Con này là RAM cao đấy. Bán cho tất cả anh em Oppo F5 nhá, bán cho tất cả anh em giá cực rẻ luôn. Con này là pin của nó là 3200 thôi. Đấy, pin của nó là 3200 thôi.
Thì tất nhiên là máy nó bé thì nó phải như thế chứ đúng không? Chứ làm gì có cái chuyện máy bé mà đòi pin cao thì không có đâu. Nhưng một số bạn ấy bảo là cho em mua cái máy nào dưới 1 triệu có sạc nhanh, pin 5.000, pin 7.000, bảo thôi chắc thì sang năm nó mới xuất. Năm nay nó không có, chưa ra đâu bạn ơi. Đấy, đòi hỏi quá cao cũng không được. Các bạn nghĩ là như người ta đi cho bạn không ấy. Các bạn đi mua có ai cho bạn không đâu. Còn tôi ở đây tôi đi mua về tôi kiếm 100-200 thôi. Đấy. Tất cả mọi cái máy được kèm theo phụ kiện nhá. Ốp sạc tai nghe con này ấy, 1.500.000. Còn nếu mà đúng của nó chỉ có 16 GB 800-900 nghìn thôi nhá, 800-900 nghìn thôi. Nó gọi là máy mới thì chúng ta cũng không nên là phải nói là về cái chất lượng và những cái hình thức hay là nó lỗi gì không. Tất nhiên nghìn con thì nó vẫn có con lỗi, nhưng mà tôi cam kết tôi sẽ đổi trả cho tất cả mọi người một đổi một trong 1 tháng. Đấy, ok chưa? Đấy, chúng ta không có con này 2 SIM nhá. Tiếp theo nói cho tất cả mọi người cái con Oppo F1S giá để cho tất cả anh em cực kỳ là yêu thương. Đấy, 1.150.000 bao ship. Con này là 32 GB anh em nhá. 32 GB. Có rất là nhiều nhá, không phải có một con này đâu. Anh em có rất nhiều máy luôn. Chẳng qua là các bạn bây giờ thì chúng ta mang ra đây quay thì chúng ta cũng không có camera của chúng ta đâu cũng có cảm được hết đâu, nó chỉ cảm được vài con này thôi. Đấy. Các bạn đi mua máy ở đâu hay là mua ở trên mạng, các bạn phải hiểu được. Thứ nhất là người ta bán ấy, cứ có 2-3 con ở trong rổ quay lên quay lại là nó không 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 phải. Nó không phải là cửa hàng đâu, người ta chỉ đăng lên để có thể là lấy tiền cọc của các bạn. 1.100.000 nhá. Oppo F7 128 GB màu xanh. Đấy, 128 GB bán cho tất cả các bác là 1.750.000. Oppo F7, F7 là pin 3.400 nhá, màn hình 6.3 6.23 inch. Đấy, camera là 13 chấm pixel ấy, cái này ấy. Oppo thì chụp ảnh là nét rồi. Đây, quá nét rồi. Chúng ta không phải bàn về cái máy ảnh hay cái các thứ. Các bạn chỉ có gọi là sợ nó bị lỗi thì bảo hành thôi. Nhá, máy không có một vết xước nhá. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ví dụ như đằng sau này nó hơi bẩn bẩn này, không phải đâu. Tôi cầm ấy, tay của mình cầm bởi vì mình làm điện thoại thì nó có cái nước xịt kia. Đấy, cái nào bẩn thì mình xịt cho nó bắt nó lại tay nọ lại dính vào tay kia. Đấy, tôi lau cho nó cực bóng kìa. Thấy chưa? Đấy. Khi mà chúng ta cầm vào rồi đây này, đấy, lại toàn vân tay hết. Bán cho anh em cực kỳ là rẻ luôn, 1.750.000 bao ship kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu không đúng đừng có nhận hàng của tôi. Đấy, đúng cái sản phẩm và đúng cái hàng nó là hàng chính hãng nha anh em nha. F7 này, chúng ta chuyển sang một con Oppo A3S đi. A3S cũng có rất là nhiều nhá, không phải là ít con đâu, có cực kỳ là nhiều con. Không hết được đâu, nói để hết thì chắc chắn mua hết thì chắc chắn không có. Chẳng qua là ví dụ như hôm nay các bạn đặt thì nó không có thì mai tôi mới lấy thì nó chậm hơn 1 ngày thế thôi. Đấy, hôm nào chậm thì tôi bảo chậm ấy, hôm nào không chậm thì tôi bảo không chậm. Và trong khi các bạn gửi cho tôi những cái địa chỉ và hình ảnh địa chỉ và số điện thoại thì các bạn nhớ ghi thôn xóm xã đàng hoàng, ghi rõ chi tiết thì ở trên ứng dụng của tôi nó mới nhận được, chứ không phải chúng ta cái xóm nọ xỏ kia thì đường nọ đường kia thì nó sai ấy. Con này là A3S nhá. A3S bán cho anh em có 1.450.000, con này 4G nhá, 128 GB RAM 6. Bán cho tất cả mọi người như vậy. Con này A3S thì nó cực rẻ rồi, pin có 4.023 thôi, màn hình 6.2 inch. Nói chung là cái dòng Oppo này chụp ảnh nó cực kỳ là tương đối nhá, cực kỳ là tương đối. Đấy, con nào cũng vậy thôi. Nếu mà là máy cũ thì các bạn phải hiểu, nếu mà để mà đầu tư ra một cái máy cũ mà để làm ấy, cái máy này tôi nói cho anh em không nói là mới 100%, tôi nói cho anh em mới 99%, 95%, 99%. Đây là bán cho tất cả anh em những cái dòng mà cực rẻ rồi. Còn tiếp theo chia sẻ cho tất cả mọi người một con này, một con này là làm hỏng màn, làm hỏng nắp lưng. Là tôi đã thay nắp lưng mà cũng đúng nguyên bản màu của nó nhá, đúng nguyên bản màu của nó. Thì tôi thay nắp lưng thì tôi bán cho anh em nó rẻ hơn một tí. Oppo F11 RAM 8 500 GB cơ, 500 GB chứ không phải 128 GB, nên là phải bán cao hơn một tí là đúng thôi. Các bạn đừng nghĩ là người ta bán cho các bạn là 64 GB, các bạn bán cho người ta bán 2 triệu mà tôi bán cho anh em 2 triệu mốt, không phải đâu. Nó 500 GB là nó khác nhau hoàn toàn nhá.
Tại sao các bạn nhận biết được cái máy nó thay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Tôi sẽ chỉ chỗ cho các bạn này. Đây này. Đấy. Các bạn thấy không? Đây là cái chỗ đen đen này này. Đấy, đây là những cái vết mà chúng ta để đây này. Đấy, đây là cái không, nói chung là không nhìn thấy đâu, để mà qua camera thì chắc khó nhìn, không nhìn thấy được. Đấy, còn à, chúng ta nhìn trực tiếp nhưng mà cũng không có gì ảnh hưởng gì cả. Chỉ có hỏng một cái nắp lưng thôi, bán cho anh em có 2 triệu và 150.000 con này. 2 triệu 150.000 nhá. Đấy, cực kỳ là chất. Tôi bảo là cam kết mà. Cho tất cả mọi người con này hết pin này nhá. Nó hết pin, thấy chưa? Cam kết lỗi đổi này, bảo hành với tất cả mọi người này. Lại ra một, lại tiếp tục một con Oppo nữa. Đợt này Oppo nhiều bởi vì khách nó đặt quá nhiều. Đấy, riêng dòng Oppo này khách đặt quá nhiều, cả iPhone nữa các bạn ấy, bây giờ đời thấp quá không ai dùng máy đâu. Đời cao thì gửi cho các bạn thì nó cũng khó. Bảo đặt cọc thì các bạn lại bảo hàng giả, hàng nhái, mà không đặt thì sợ là gửi đi nó không đúng hàng, đúng không? Đây. Như thế này thì thằng nào bảo là máy cũ. Đấy. Nó chỉ được như vậy thôi nhá. Con này á 32GB, RAM 332GB. Đấy. A5S. A5S nhá, A5S 1.550.000, 1.550.000, RAM 32GB. Cực kỳ là ok. Anh em cứ kiểm tra rồi thanh toán, đúng thì nhận, không đúng thì thôi. Đây này. Bây giờ màn nó hơi xấu là do chúng ta còn có cái bọc ở đây. Máy 2 SIM nhá anh em nhá. Giới thiệu quá nhiều cũng rất là mệt mỏi, nhưng chúng ta cũng chỉ cần đơn giản nói sơ sơ tí thôi. Còn sót lại những cái con nào thì tôi sẽ đăng lên bán cho anh em con đấy. Các bạn nghĩ đơn giản những con này thôi. Con trong tay tôi đang cầm ở đây. Tôi bỏ cái nắp nó ra rồi thôi. Đấy nè. Đây. Con này các bạn nghĩ nó đơn giản như vậy nhưng trong khi nó là nằm trên 3 triệu nhá, nằm trên 3 triệu. Con này là Vivo nhá. Đấy, Vivo 73. Đấy, Vivo 73. 128GB. Đấy, con này tôi mang về tôi khác tự dùng để quay phim ấy. Nó cũng tương đối là nét nét một tí. Vừa rồi tôi bỏ ra tôi quay phim. Đấy. Người nhà dùng rất là thích, trẻ con cũng thích. Con này cũng đã dùng mất 2-3 ngày rồi. Nếu lấy thì vẫn để lại cho tất cả các bác 3 triệu 3 nhé. 3 triệu 300k. Bán cho anh em con này. Đấy. 3 triệu 300k. Tất cả các cái dòng điện thoại có rất là nhiều, chứ không phải có mỗi cái này đâu. Có rất là nhiều dòng iPhone, Samsung, nhưng mà tôi chưa nhập được. Nguyên nhân lý do là nó không phải là cái những cái lô mà nó cực kỳ là tốt thì chúng ta không nhập được. Đây, tôi nói cho anh em những cái bảng giá của tôi có ở đây. Tôi nhập cho tất cả mọi người. Nhiều người bảo là cái máy của anh là máy ở đâu về. Tôi nói cho các bạn ấy. Nói chung là những cái hàng này, Samsung hay là bất cứ hàng gì, nó toàn ở nước ngoài về. Nhiều người bảo là Trung Quốc, Trung Quốc. Tôi nói chả có gì là không phải Trung Quốc, đúng không? iPhone cũng từ Trung Quốc ra chứ thằng nào làm. Chẳng nghĩa ở đất nước nào làm. Ở dưới biển nó lên này. Đấy. Chẳng qua là chúng ta phải đây lấy nó phải đúng cái hàng nhái hay không thôi, chứ không phải là nói là như vậy. Nhiều người thì hiểu, nhiều người cũng chả hiểu gì. Nói có hiểu đâu, không hiểu nói gì. Chả nói cũng chả hiểu, đúng không? Oppo A16 bán cho anh em có 2 triệu 150 nghìn, bao ship cho tất cả mọi người ở đây. Đấy. Máy như thế này mà không mua thì chúng ta không biết là mua ở địa điểm nào nữa này. Đấy. Tay tôi cầm, không phải các bạn ạ, nó do cái ánh sáng nó cực kỳ là chói nên là chúng ta chỉ cần có một cái dấu vết tí thôi là nó nhìn thấy rồi. Đấy. Làm ở bên ngoài cửa hàng thì nó là có cái xe cộ đi lại, còn tôi vào trong phòng thì thứ nhất là thiếu ánh sáng và tôi lại mở cửa sổ ra. Đấy. Thì nó là xảy ra cái chuyện là chỗ nào phải nghiêng sang bên sáng này nó mới sáng, nhưng nghiêng sang bên kia tối om, đúng không? Nên là nó rất là khó nhìn, cho tất cả mọi người thông cảm cho tôi tí nhá. Thiếu ánh sáng một tí đấy, bắt buộc phải nghiêng sang bên sáng này thì nó mới ra. Cắm sang bên kia đen ngòm, không biết xanh hay đỏ đấy. Đấy, sang bên này thành màu đen ngay, nhưng sang bên này thành màu xanh, ảo quá đúng không? Nhiều người không biết là xanh với đen.
Anh em bán cho tất cả mọi người nhé. Con này là RAM 6 nhá, con này chỉ là 4G thôi. RAM 6 128GB. Đấy, kiểm tra hàng thanh toán nhá. Đúng hàng thì các bạn nhận, còn không đúng thì thôi. Con này cực kỳ là tốt luôn đấy. Máy A16 này là cực kỳ là chất lượng và cực kỳ là tốt. Còn có một số dòng nó cực đắt hơn. Đấy, anh em xem video của tôi thì các bạn cứ đăng ký kênh đi, khi nó đăng ký kênh mà nó trả thừa đâu. Các bạn đăng ký kênh sau đó là lúc nào mà có những cái video mới thì các bạn được xem, nó là như vậy thôi. Còn không đăng ký thì chúng ta chỉ xem hết hôm nay là nó mất rồi. Các bạn để tôi hướng dẫn các bạn đăng ký nhá. Bạn nào biết rồi thì thôi, còn bạn nào không biết thì chúng ta đăng ký này. Máy tính hay là Zalo, à máy tính hay là Facebook hay là cái ở đâu đâu cũng thế thôi. Đấy, hay là điện thoại như vậy thôi. Khi mà các bạn đang xem ở đây, các bạn để ý không? Đang xem cái ở đây thì ngay bên dưới này có cái chữ đăng ký cái kênh của tôi này. Điện thoại giá rẻ 24 giờ này. Đấy, điện thoại giá rẻ 24 giờ, anh em bấm đăng ký này xong. Chỉ cần như thế thôi. Gửi cho tôi một lượt thích là xong, bình luận thì cứ nhắn tin thôi. Đấy. Tôi làm lại này. Đây, nó có cái chữ đăng ký ở đây, đúng không? Các bạn nhìn thấy chữ đăng ký không? Đăng ký này, rồi xong rồi. Bấm một lượt thích là xong. Đấy. Như vậy là ok thôi. Đấy, tôi bán cho tất cả mọi người ấy, đâu có phải là một người bạn mua mà trong khi đó đấy. Mấy nghìn người để theo dõi cái video của tôi. Đây này. Đấy, các bạn cứ bình luận bình thường đây này. Uy tín là sự nghiệp, lừa dối không giàu được đâu. Đấy, người ta bán hàng không cọc nên tin hàng chất lượng uy tín. Đấy. Ông bạn bán máy cứ bán đấy, giới thiệu cho khách kiểu kiểu đấy, Oppo F11 pin mấy nghìn. À. Của hàng này nên mua, còn kênh Bà Rịa đang nói thì đến đâu quên bố rồi, lại tắt máy, lại phải dừng lại video, sau đó lại 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 nghe điện thoại của khách, nên là anh em thông cảm một tí nhá. Tôi cũng nói thì liên thuyền hết rồi đấy, tất cả những cái gì mà tôi bán ở đây, anh em đăng ký kênh thì các bạn sẽ được theo dõi những cái con máy mà mới ra. Ví dụ hôm nay tôi nhập iPhone hay Samsung đấy, à quên mất cái con Samsung Vivo này, Vivo Y51 này. Đấy, bán con này cũng đắt đấy chứ không phải rẻ đâu anh em ạ. Bán con này cho mọi người là cũng đâu đó phải 2 triệu 8, 2 triệu 9 đấy. Giấy bóng bọc nguyên, cầm lên cầm lại nó nhảy lên bong bóng hết rồi này. Ở đây các bạn mua hàng như thế nào tôi không biết, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái vấn đề về những cái chất lượng hàng và những cái người bán hàng. Bạn đi mua ở trên Facebook, người ta bán cực rẻ các bạn, đúng không? Đấy, hoặc là những cái hàng lỗi chúng ta mang đi chúng ta kiểm tra là lỗi thì bắt các bạn đặt cọc 200 300 nghìn, còn tôi cho anh em kiểm tra luôn. Đúng thì lấy, không đúng thì thôi, chả phiền hà ai cả. Đúng không ạ? À, còn có giới thiệu cho anh em còn một con Y17 này nữa này. Y17 con này là cũng bán cực rẻ thôi, con này cũng pin 5.000 anh em nhá. Pin pin 5.000 nhưng mà con này nó sạc, nói chung là pin 5.000 nhưng mà cái đời dòng này nó sạc cũng hơi lâu ấy. Đấy, pin 5.000, màn hình 6,35 inch, camera 13 chấm, 2 triệu 250k. Đấy, RAM 8 256GB, con này 4G nhá. Đấy, chúng ta kiểm tra cái thông số này. Nhiều bạn ấy, tôi nói các bạn này, tôi không biết như thế nào nhưng mà mỗi người có một cái ý khác nhau. Còn tôi nói cho anh em ấy, các bạn cái máy của tôi ở đây đang ở đây mà các bạn không tin, các bạn khắc tự tay của các bạn kiểm tra rồi không tin, tôi nói có một bạn nha, bảo là anh gửi cho em hàng sao lại con này nó lại mấy ghi, bảo là bao nhiêu ghi. Thật ra tôi bán cho anh em kiểm tra ở trong này nó bao nhiêu ghi là các bạn sẽ biết rồi, chứ đâu cần gì các bạn phải đi lên mạng mà xem. Các bạn lên mạng xem đâu nó có khớp vào cái tay của cái trên tay của các bạn được, đúng không? Phức tạp lắm, nói khó tả lắm, nhiều người mệt nhưng mà đôi người đồng tiền mà tôi cũng phải cố gắng làm nghe các bạn, không sao cả, giúp được anh em. Nhiều người thì vào những cái chế độ ban đêm, cái chế độ đúng rồi, chế độ mà nó có cái mặt trăng ấy, chế độ ngủ các thứ, rồi hẹn giờ tắt cũng thế, rồi gọi, nói chung là mình bảo hành mình phải gọi thôi nhưng mà người ta không biết, nhưng mà nó cũng đôi lúc cũng hơi phức tạp đấy, đúng không?
nên các bạn gọi quá nhiều cũng không không nghe máy được đôi lúc ấy. Lúc nào không nghe thì thông cảm thôi, thì chúng ta khác đến lượt nhá. Ok, thời gian dài quá, đăng video nó lâu quá nên tôi phải tắt máy và chia sẻ tiếp những cái gì mà chưa chưa được chia sẻ. Đây tôi sẽ chia sẻ tiếp cho anh em và quay video chi tiết cho mọi người, chứ chúng ta không 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 thể để 3-40 phút được, nó dài quá, đăng lâu lắm, mạng kém anh em ạ. Anh em cứ gọi trực tiếp nhé, kết bạn Zalo để thêm những cái thông tin chi tiết hơn với từng dòng máy. Ở đây bán mấy chục con, hàng trăm con mới là bán điện thoại, còn các bạn đi mua ở trên 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 Facebook thì bán 5-700 thì thôi, chắc là có ngày bán thóc giống mà ăn. Đấy là cái việc mà mình nói thật thôi chứ không có nói đùa các bạn để làm gì nhá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Đừng quên đăng ký kênh và cho tôi một lượt like cũng như một lượt thích để chúng ta được xem những cái máy mới hơn, có dòng mới hơn để chúng ta được tham khảo. Cảm ơn, xin chào.